Một điểm đáng chú ý nhất của dòng sản phẩm này chính là sự thiết kế nổi bật, đặc trưng không hề trùng lập thiết kế với bất kỳ thương hiệu nào khác. Aqua Pro 506 Nagon vẫn luôn mang đến sự cổ điển và mạnh mẽ khi được làm từ hai bộ tản nhiệt cỡ lớn cùng với 8 chấu cắm loa 6 múi được làm từ vật liệu hợp kim, phủ thêm một lớp bạc cao cấp. Với thiết kế nổi bật này đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt dành cho bộ sản phẩm Aqua Pro 506 Nagon. Thiết bị cao cấp sẽ làm nổi bật khu vực giải trí, xứng đáng hiện diện trong gia đình bạn. Thông số kỹ thuật kết hợp tiếng Anh quốc tế và tiếng Hàn được khuyến khích đầy đủ. Đặc điểm nổi bật, âm ly được thiết kế với 24 sò cho công suất cực đại lên đến 3000W, lớn gấp 3 lần so với âm ly 506N thường. Công suất trung bình của âm ly là 450W, cho ra âm thanh đầy uy lực mạnh mẽ. Chức năng tích hợp âm ly karaoke Bluetooth 4.1 Music Receiver, đặc biệt đánh tốt với hai đôi loa Bass 30, kể cả các loại loa có côn lớn, được trang bị lọc âm thế hệ mới, hạn chế nhiễm âm cho âm nhạc trung thực và trong trẻo. Có mạch bảo vệ an toàn, hệ thống vận hành ổn định, phù hợp với phòng 30 m² trở lên. Jaguar Pro 506N Gold là sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bảo hành 3 năm. Về điểm trừ của sản phẩm, về cân nặng, nặng 21 kg, diện năng tỏa ra nhiều và tiêu tốn điện năng do công suất lớn. Điều này cũng là dễ hiểu khi nó mang trung bình 24 sò. Và một điều nữa, đối với các dòng âm ly cơ thì việc điều chỉnh của nó sẽ không hề dễ dàng so với những âm ly kỹ thuật số. Jaguar Pro 506 Nagon chắc chắn là âm ly karaoke có Bluetooth mạnh nhất thế giới hiện nay. Có thể nói đây là một trong những dòng sản phẩm cung cấp đầy đủ các tính năng của một thiết bị karaoke chuyên nghiệp mà mọi khách hàng đều mong muốn.